thân rất là mập này, khi chúng ta có cái đĩa đè nặng lên này, thân nó rất là mập này và trắng này. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại mình đang đứng ở ngoài khu vườn ban công đáng yêu của mình và ngoài trời đang mưa rất là to, tí tách, không biết các bạn có nghe tiếng hạt nước mưa đang rơi không? Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ không chia sẻ về khu vườn của mình hay là mình thu hoạch cái gì hết cả, mà mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm một phương pháp nữa, đó là làm giá đỗ ở tại nhà. Trong cách này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là cách làm giá đỗ ở trong nồi mà không cần phải tưới nước. Rất thích hợp cho các bạn nào mà chúng ta thích làm giá đỗ ở tại nhà mà chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta ở nhà chúng ta cho giá uống nước ấy, thì các bạn hãy áp dụng cách của mình ngày hôm nay nhé. Tại vì cách của mình ngày hôm nay không cần phải tưới nước mà giá vẫn mập, vẫn đẹp các bạn ạ. Và bây giờ các bạn hãy cùng xem clip của mình nhé. Và các bạn lưu ý là các bạn nên xem hết clip nhé. Tại vì trong mỗi phân đoạn clip thì mình đều chia sẻ những cái nguyên nhân vì sao mà chúng ta làm giá không thành công. Nên là nhiều bạn cũng xem clip giá của mình. Mình nghĩ là các bạn xem không hết, nên là các bạn thường thắc mắc hỏi lại mình là vì sao mình làm lại bị úng hay làm sao mình làm bị hỏng. Nên là các bạn hãy nhớ xem từ đầu clip cho đến cuối clip của mình nhé. Đây là nguyên liệu mình làm giá đỗ các bạn nhé. Đây là hạt đỗ mà mình làm này. Và các bạn chọn, lưu ý giúp mình nhé, khi các bạn chọn đỗ để chúng ta làm giá ấy, thì các hạt nó phải xanh tròn đều như thế này, mà cái độ xanh của nó đừng xanh đậm quá nhé. Cái hạt đỗ mà nó xanh đậm ấy thì các bạn mà làm giá thì khả năng lấy mầm nó sẽ không tốt, với lại nó cũng làm giá thì nó không đẹp nữa. Nên là các bạn tìm mua cho mình ấy thì hãy mua những cái hạt đỗ tròn đều như thế này thì khả năng lấy mầm nó sẽ rất là tốt các bạn nhé. Và mình có mua ở ngoài chợ, các bạn có thể đến các hàng tạp hóa, các bạn hỏi rằng là mua hạt đỗ xanh để chuyên để làm giá đỗ thì người ta sẽ bán cho các bạn nhé. Ở đây hôm nay mình sẽ làm một nửa bát con, các bạn gần một nửa bát con thôi, như thế này thôi mà nó làm nó rất nhiều giá đấy các bạn ạ. Nên là mình làm gần một nửa thôi nhé. Đây, đổ như này. Điều đầu tiên ấy thì các bạn hãy vò mạnh vào, vò mạnh như thế này này, thứ nhất để nó vừa sạch những cái lớp bẩn ở trên hạt đỗ đi, và thứ hai nữa là nó sẽ làm sạch đi những cái hóa chất mà nhựa trong hạt đỗ không may nó có các bạn nhé. Và cái thứ ba nữa là nó sẽ làm cho hạt đỗ chúng ta thích nhanh để mầm hơn các bạn nhé. Đây, khi mình vò một lúc này các bạn thấy không, cái nước của nó này đục lên này, mình đổ đi, xong mình đổ thêm lớp nước nữa. Các bạn có thể dùng nước ấm ngâm cũng được nhé. Nước ấm thì rút ngắn quá trình làm giá chúng ta hơn. Nhưng mà mình cứ ngâm nước lạnh như này, mình ngâm từ tối hôm trước cho đến sáng hôm sau bắt đầu mình làm giá, nó rơi vào khoảng 12 tiếng. Đây, như thế này, và mình để như này là mình ngâm. Và các bạn có thể ngâm bằng nước máy bình thường cũng được nhé, hoặc nước ao hay nước giếng đều được, ok hết các bạn nhé. Nên là nhiều bạn cũng hỏi mình ngâm thì bằng nước gì ấy, thì cứ ngâm bằng nước gì cũng được. Rồi mình để như này. Đây là phần đỗ sau khi mình ngâm 20 tiếng này các bạn này. Đáng nhẽ là mình chỉ ngâm 12 tiếng thôi là mình phải làm rồi, nhưng mà ngày hôm nay mình bận quá ấy, nên là mình chưa kịp làm, nên là để nó hơi nở hơi to này. Đây, sau 20 tiếng. Bây giờ mình sẽ rửa qua nhé các bạn nhé. Tại vì sau khi ngâm 20 tiếng ấy, cái nước đỗ nó đục như này, chúng ta cần phải rửa qua đi để cho nó không bị thối, làm giá nó sẽ không bị úng, bị thối các bạn nhé. Cái lúc này hạt đỗ nó đã nảy mầm nên các bạn rửa nhẹ nhàng nó đỡ bị nứt nhé. Mình ngâm như này thì lúc mà mình làm giá nó sẽ rút ngắn thời gian hơn các bạn nhé, tại vì nó nở khá là to rồi này. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chúng ta trồng giá ở trong cái song như này mà không cần phải tưới nước các bạn nhé. Nó cũng giống như những cách khác mình đang làm thôi, nhưng mà mình có thể làm theo nhiều cách, như ở song, ở hộp nhựa, ở bát, cho các bạn có thể tham khảo. Các bạn thích làm cách nào thì các bạn làm nhé. Bây giờ khăn mình sẽ, vì làm cách này mình không tưới nước ấy, mình sẽ lót một cái khăn rất là dày ở bên dưới các bạn nhé, để cho nó có độ ẩm ẩm nhiều ấy, thì để cho giá nó có đủ nước để nó mọc, khi mà rễ nó mọc ra ấy, nó đủ độ ẩm để nó hút nước lên, để nó phát triển cái giá nó sẽ tốt hơn các bạn nhé. Đây, mình sẽ đổ thêm nước vào. Xuống dưới như này mình sẽ nót thêm lớp khăn lên trên các bạn nhé. Làm cách này ấy, thì các bạn ưu tiên nên chọn là vải cốt tông thì nó sẽ có độ hút nước nó sẽ tốt hơn là cái vải ni lông các bạn nhé.
cái khăn này ấy, mình đặt mua Shopee như clip trước mình có nói rồi. Clip này mình nói lại nhiều các bạn mới xem ấy, thì các bạn cái khăn này là mình mua trên Shopee có 8.000 một cái thôi. Nó là chất, nó là vải ni lông chứ không phải là vải cốt tông. Thì nếu các bạn mua phải khăn như thế này thì các bạn hãy giặt đi nhiều lần cho mình. Nó sẽ sơ vào tấm vải nghe này, thì nó làm giá thì nó sẽ làm được các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn vừa mua về mà các bạn làm luôn ấy, đảm là đảm bảo với các bạn là các bạn sẽ không làm được đâu, tại vì nó là ni lông, nó sẽ không thoát được hơi nước. Như thế chúng ta làm giá nó dễ bị úng, mà dễ thối giá các bạn ạ. Nên là các bạn cần phải giặt đi nhá. Cái này là hơi sũng nước này, mình sẽ đổ vỡ nước đi nhá. Mình chuyên làm giá ấy, nên là mình chọn những cái khăn mà nó tối màu như này này các bạn này, thì mình làm ấy nó sẽ không bị, nhìn nó không bị bẩn các bạn ạ. Tại vì khi làm giá xong ấy mà chúng ta làm màu trắng ấy nó sẽ bị ngả màu ấy, nhưng mà làm tối màu thì lúc nào nhìn nó cũng sạch sẽ. Mình đổ đỗ vào. Cái cách này ấy, làm là chúng ta không cần tưới nước, nên là các bạn rải một lớp rất là mỏng thôi nhá. Đừng có dày quá nhá, dày quá thì cái phần đỗ ở trên ấy nó không chạm được cái khăn thì nó sẽ không lên được đâu. Trải hết sức mỏng ra cho mình nhá, làm sao mà các hạt đỗ đều tiếp xúc với cái miếng vải ấy để cho nó có độ ẩm lên nó mầm các bạn nhá. Đây mình trải đều ra này. Xong, mình sẽ giặt một cái khăn nữa mình để lên trên. Cái khăn để lên trên này các bạn lưu ý giúp mình nhé, là các bạn phải bóp nước, nó chỉ gọi là có độ ẩm thôi nhé. Đừng để nó sũng nước quá nhé, sũng nước quá thì giá chúng ta làm nó sẽ bị dễ bị thối, dễ bị ủng giá các bạn ạ. Nên là mình để nó chỉ có độ ẩm thôi, nó kích thích nó lên mầm thôi, chứ đừng để nó sũng nước nhé. Tại vì về bản chất ý, thì cái bên dưới gần sũng rồi, để nó kích thích khi mà rễ nó mọc ra, nó hút nước lên nó cho giá phát triển thôi. Đây mình che kín một chút để khi mà nó mọc lên ấy thì nó sẽ không bị nhìn thấy ánh sáng, thì nó sẽ không bị tím đầu. Và sau khi xong mình sẽ đậy cái đĩa lên trên. Nhà các bạn nào mà có cái đĩa nào nó bằng phẳng ấy thì tốt nhá. Cái đĩa này của mình ấy nó bị gồ này, nó nõm như này, thì cái phần giá của mình để xuống ấy, nhiều khi những chỗ này nó không có độ nặng thì nó mọc nó sẽ không đều nhá. Nhưng mà không còn cái đĩa nào khác nên mình dùng cái đĩa như này để xuống. Sau mình sẽ để bát nước lên. Mục đích mình để bát nước lên như này để nó có độ nặng thì giá chúng ta sẽ mọc nó sẽ rất là mập các bạn nhé. Rồi, và bắt đầu mình sẽ phủ thêm một cái khăn lên trên cho nó tối. Rồi mình lấy tuông đen, mình chùm kín lên để cho nó có bóng tối, nó kích thích lên mầm. Các bạn có thể dùng một tấm khăn tối màu các bạn phủ lên cũng được, hoặc là có thể dùng cái tuông bóng đen như mình thế này cũng được nhé. Và các bạn lưu ý giúp mình mà khi mà chúng ta đậy tuông đen vào ấy thì lên có lỗ hở như này nhé, cho nó thoáng thì giá chúng ta mặc nó không bị bí, nó không bị thối các bạn nhé. Và các bạn để chỗ nào mà nó có bóng tối và không chỗ nào nó nóng quá các bạn nhé. Nếu mà nóng quá thì giá nó sẽ bị úng các bạn. Mình thường để nhà bếp, mình để như này, đợi như này mình để nhà bếp thôi. Các bạn cùng chờ đợi kết quả nha, mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem giá của mình sau 2 ngày rưỡi phát triển như nào nhé. Bình thường ấy thì các bạn mà ngâm khoảng 12 tiếng ấy thì chúng ta phải làm giá khoảng 3 ngày mới thu hoạch được. Nhưng mà cái phần giá này này là mình làm được 2 ngày rưỡi, tại vì cái hôm đó mình ngâm đỗ ấy nó cũng hơi nở, nó hơi to ấy, nên là nó sẽ rút ngắn lại quá trình hơn. Vừa nãy mình kiểm tra thì khoảng 4-5 tiếng trước mình có mở ra mình kiểm tra thì mình thấy là chắc là bây giờ thu hoạch được rồi. Wow, các bạn nhìn này, giá mình làm trong lồi này, sau 2 ngày rưỡi này, nên thân rất là mập này, trắng này, nhìn thích chưa? Đây mấy giá mình làm đây, mình thích chưa? Thân rất là mập này, khi chúng ta có cái đĩa này nặng lên này, thân nó rất là mập này mà trắng này. Mình nghĩ là ấy, bây giờ tại vì mình làm bây giờ mình thu hoạch là bây giờ là khoảng gần 11 giờ đêm rồi, nên là mình thu hoạch, nếu mà để sáng mai mình thu hoạch ấy thì nó hơi lớn quá, nên là mình thu hoạch luôn. Còn nếu không ấy, nếu các bạn làm ấy, các bạn để khoảng nửa ngày nữa nó cao lên một chút này nữa thì sẽ thu hoạch được nặng giá hơn này. Còn tầm này thu hoạch cũng được, không sao hết. Còn các bạn muốn dài thì các bạn để thêm nửa ngày nữa là được. Ôi nhìn này, giá rất là mập luôn, được mẻ giá 2 ngày rưỡi, được mẻ giá rất là ngon. Và mình cũng không khuyến khích các bạn là ngâm giá sau 24 tiếng như mình đâu nhé. Tại vì các bạn ngâm như thế thì giá chúng ta làm nó dễ bị úng lắm. Mẹ thứ hai nữa là nó sẽ dễ bị gãy mầm hạt đỗ ấy. Ôi các bạn ơi, nhìn thích chưa? Một mẻ đỗ rất là ngon luôn. Gần một nạng đỗ thôi mà thu hoạch cũng khá là nhiều đỗ đấy, khá nhiều giá đấy các bạn ạ. Nhìn các bạn thấy không? Đĩa giá trắng phau này mà thân rất là mập này,
Nên là giá chúng ta làm ấy nó cứ có độ nặng thì nó sẽ mập các bạn nhé. Nếu mà giá chúng ta không đè thì nặng ấy nó không mập như này đâu. Nhìn thấy không? Mà rễ hầu như không có luôn. Cái này mà để khoảng nửa ngày nữa thì nó sẽ nhìn nó sẽ dài hơn, rồi thu hoạch cũng sẽ được nhiều hơn. Mà chúng ta hãy tự tập làm giá tại nhà nhé. Khi chúng ta xào ấy nó sẽ là rất là giòn và nó ít nước các bạn ạ. Còn giá các bạn mua ngoài chợ ấy nó vừa có hóa chất này, rồi xào các bạn để ý xem, xào nó ra nhiều nước lắm các bạn ạ. Cái cách làm này của mình ấy không cần tưới nước, rất thích hợp cho các bạn nào chúng ta nói rằng chúng ta không có nhiều thời gian ở nhà để làm giá thì chúng ta có thể làm theo những cách của mình nhé. Trên kênh của mình ấy mình có chia sẻ rất là nhiều phương pháp làm giá đỗ ở tại nhà để cho các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể áp dụng nhiều cách mà không cần tưới nước. Như này chúng ta dù bận rộn cũng có thể làm giá tại nhà các bạn ạ, vừa ngon vừa đảm bảo mà lại hợp vệ sinh nữa, rất là nhanh đúng không nào, được mẻ giá rất là mập. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình, hy vọng các bạn sẽ thích clip này và chúc các bạn làm giá đỗ ở nhà thành công nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh và bấm nút chuông bên cạnh nhận hiển thị mỗi khi mình ra clip mới nhé. Cảm ơn các bạn.